Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Có thể các bạn từng nghe âm thanh này. Cái gì vậy bà nội? Hoặc là âm thanh này. Hay là âm thanh này. Ôi trời ơi. Nhưng các bạn không biết lấy nó ở đâu để đem về làm video. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn cái kho âm thanh hoàn toàn miễn phí để các bạn có thể sử dụng ha. Rồi, tiếp tục. Rồi, bây giờ các bạn mở cái công cụ tìm kiếm Google lên ha. Các bạn ấn vào nè. Rồi các bạn nhấn vào cái chữ là Miinstant. Tiếp tục các bạn đăng nhập vào cái trang web đầu tiên các bạn thấy nè. Ở đây là toàn bộ những cái hiệu ứng âm thanh rất là tuyệt vời nha các bạn. Đây mình kiểm tra nè. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Ôi trời ơi. Đó, rất là tuyệt nha các bạn. Rồi, để tải một trong những cái âm thanh này, các bạn ấn vào cái chữ nè. Ví dụ mình tải cái chỗ là ổi rồi. Mình sẽ nhấn vào. Rồi các bạn mới kéo lên nè. Ở đây các bạn để ý giùm mình cái chữ MP3 nè. Các bạn ấn vào. Nó đã tải xong một tệp xuống. Rồi, vậy là tải xong rồi các bạn. Cái tệp này tải xong rồi nó sẽ nằm ở đâu? Nó nằm ở cái mục download nha các bạn. Các bạn vào tệp của tôi nè. Ở đây vào bộ nhớ của thiết bị nè. Ở đây vào cái mục download nè. Âm thanh nó sẽ nằm ở đây. Đây. Ôi trời ơi. Nó rất là đơn giản nha các bạn. Rồi ha. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả các bạn thành công. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.